12 giờ 7 phút thứ sáu 29 tây tháng 3 2019. Hôm nay rước cô Linh về đẹp trời, sẽ đi lên trên cái đồi kỳ rồi đi bộ. Tí nữa sẽ chạy lên cái nhà mà 5-6 năm trước con Hân nó tính mua đó. Sẽ lên ngay chỗ cái rài quê, cái dốc 45 độ cho bà con coi. Đang chạy qua một cái stop sign để nhìn lên hướng tây của cái đồi, thu cảnh hướng tây của cái đồi. Đây là cái view của hướng chánh, hướng tây của cái đồi. Đang chạy lên cái dốc đồi cao rồi đi bộ lên trên là chỗ cái nhà con Hân tính mua. Vì có con Colin nó ngồi sau thành thử không có dám bỏ xe đi xuống. Đó, quay cảnh nó lên cái dốc nhà thấy ghê vậy đó, 45 độ vậy. Mà trước nó con Hân nó tính mua đó. Những cái nhà phía bên trái này phía sau đó là chuyện đồi dốc xuống, giống như ở Việt Nam những cái nhà mà nó nằm theo bờ sông, phía sau nhà là dòng nước ở bờ sông vậy, nhưng mà nhìn xuống sâu thẳm tới ghê. Chỗ ngã ba này nếu quẹo trái là đi lên trên đỉnh đồi, dòng lên chỗ kia rồi quay phim có cái bồn nước với cái đài phát tuyến của hệ thống điện thoại di động. Con này là dòng xuống là đi về nhà cô Linh hoặc là đi lại trường của nó.
Thank you very much, everybody. Ba thiên đình sư đoàn nhảy.